khởi tố hình sự vụ cháy khiến 4 sinh viên tử vong ngày cùng ông Công, ông Táo. Liên quan đến vụ cháy khiến 4 sinh viên tử vong vào ngày cùng ông Công, ông Táo, tức ngày 4 tháng 2, sáng ngày 5 tháng 2. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nêu quan điểm, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của 4 người. Vụ việc xảy ra ngày 23 tháng Chạp, nạn nhân đều là những sinh viên, trong đó có 2 nạn nhân tử vong là anh em ruột, nên nỗi đau của các gia đình nạn nhân càng thêm chồng chất. Hiện cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ diễn biến, nguyên nhân vụ cháy. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy hoặc có lỗi vô ý làm chết người thì sẽ khởi tố vụ án hình sự. Theo luật sư Cường, theo thông tin ban đầu, có 5 sinh viên đã tổ chức cùng ông Công, ông Táo. Sau khi hóa vàng mã, nhóm sinh viên không tưới nước, hốt bỏ cho mà vào nhà ăn cơm, rồi 4 người đi ngủ. Người còn lại khóa cửa đi uống trà ở đầu ngõ, rồi khi quay về thì thấy đám cháy đã xảy ra. Hậu quả, 4 người đi ngủ đã tử vong, chỉ một người trong nhóm sinh viên do ra ngoài vào thời điểm xảy ra vụ cháy nên còn sống sót. Luật sư Cường phân tích, cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của người còn sống, các nhân chứng cũng như các biện pháp thu thập nghiệp vụ khác để xác định các tình tiết có liên quan. Trong đó, nếu có căn cứ cho thấy người còn sống chính là người đã đốt vàng mã nhưng không tưới nước dập lửa, không vứt cho than mà lại khóa cửa để đi ra ngoài, thì sẽ xem xét trách nhiệm của người này. Nếu với một tình huống mà một người bình thường có thể nhận thức được rằng hành vi như vậy sẽ nguy hiểm nhưng chủ quan không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, dẫn đến hậu quả hỏa hoạn, thiệt mạng người khác thì có thể xác định là có lỗi và trong trường hợp này có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người. Cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự nếu như kết quả điều tra xác định không ai có lỗi trong vụ việc này hoặc người có lỗi đã tử vong, luật sư Cường nói. Theo ông Nguyễn Văn X, người chứng kiến vụ cháy bàng hoàng kể lại, tôi đứng ở tầng 5 thì thấy lửa cháy ngùn ngụt, cùng lúc đó thì tiếng nổ lốp đốp to lắm, nhưng không nghe thấy ai kêu cứu bên trong hay gì cả. Theo ông X, nhà ông gần hiện trường vụ cháy. Nhưng ông X cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy vào giữa trưa, hơn nữa con ngõ vào hiện trường rất nhỏ, hai bên nhà cao tầng che khuất nên không mấy người biết để cứu. Đến khi con trai tôi ở dưới chạy vội về, gọi bố ơi cháy to lắm, trong đó chết nhiều người lắm, tôi mới hoảng hồn biết vụ cháy gây thảm họa lớn đến thế. Vụ việc xảy ra quá nhanh, ông X thất thần kể lại. Theo luật sư Cường, liên quan đến vụ việc thương tâm này, có nhiều ý kiến bàn luận. Nào là tại sao khi cháy lớn mà các nạn nhân đều là nam thanh niên khỏe mạnh lại không kêu cứu, tìm cách thoát thân. Sau khi đốt vàng mã xong, nhóm sinh viên còn ăn cơm rồi mới đi ngủ. Vậy tại sao thời gian ăn cơm kéo dài cả tiếng đồng hồ mà không ai phát hiện ra vụ cháy? Thông thường mang cá đi thả sẽ mang cho vàng mã đi đổ, tại sao nhóm sinh viên chỉ mang cá đi thả? Các vấn đề liên quan đến vụ việc thương tâm này, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ, luật sư Cường cho hay. Được biết, những người thuê trọ tại đây gồm các anh Lê Bật Thắng ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, sinh viên Đại học Thủy lợi năm 4, Giáp Văn Nam ở tỉnh Bắc Giang, sinh viên Đại học Thủy lợi năm 4, Trần Duy Hưng, 1997, quê Nam Định, sinh viên Đại học Thủy lợi năm thứ 3 và Lê Khắc Sơn, 1997, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Chi tiết vụ việc như sau. Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2021, cả 4 người trên tổ chức cùng ông Công, ông Táo và mời bạn là Lê Bật Đức, 1993, quê ở xã Tân Minh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, là anh ruột của anh Lê Bật Thắng đến ăn cùng. Khoảng 12 giờ cúng xong, các anh Sơn và Đức hóa vàng ở trước cửa phòng trọ, trực tiếp xuống đất, không có dụng cụ gì. Còn các anh Nam và Thắng đi thả cá tại hồ Đình Khương Thượng, sau đó cũng về hóa vàng cùng. Khi tiền vàng không còn cháy nữa thì tất cả đi vào nhà, không đổ nước cũng như hót bỏ cho đi mà vào ăn cơm trong nhà luôn, không uống rượu. Ăn xong, anh Sơn rửa bát, lau nhà, anh Đức ngủ tại tầng 1 còn các anh Nam, Hưng, Thắng ngủ trên gác xếp. Sau đó, anh Sơn đi ra đầu ngõ 123, phố Khương Thượng uống trà đá. Trước khi đi, anh Sơn khóa cổng sắt lại. Khoảng 15 phút sau thì anh Sơn đi về, phát hiện khói bốc ra từ phòng trọ nhiều và cháy 3 xe máy đang dựng trong sân. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã làm các anh Nam, Hưng, Thắng, Đức tử vong do ngạt khói, khí độc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa và các lực lượng công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.